Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 2891. Đường Tuấn nhìn vào trong Long Thành, trong lòng anh khẽ động, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, giống như ngay cả đại đạo thiên địa cũng hưởng ứng, chắc chắn là một cường giả cấp thần quân. Long Thành vô cùng rộng lớn, nhưng anh lại không nhìn thấy một bóng người nào, giống như nó là một tòa thành chết. Lúc trước ông Lão Thiên Dũng đã nói, trong Long Thành có một vị thiên long cùng cấp dưới của nó, nhưng Đường Tuấn cũng không nhìn thấy. Theo lý thuyết, ở ngoài thành có nhiều người tụ tập như vậy, thì người tu hành trong thành cũng sẽ có phản ứng chứ. Nhưng tình huống hiện tại, quá khác thường. Đường Tuấn vừa nghĩ đến những điều này, thì trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng, ọp ẹp, đồng thời gần vạn người tu hành cùng hành động. Tháp Đăng Long đã được mở ra. Đừng cập mạnh, thật sự không được thì đi ra. Ông Lão Thiên Dũng dặn dò một câu, Triệu Huyền cùng mấy đệ tử Vạn Diệu Cung cũng bay về phía Tháp Đăng Long. Đường Tuấn đi theo bên cạnh Triệu Huyền. Tháp Đăng Long giống như một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời Long Thành, người tu hành yêu tộc thân hình cao lớn, nhưng ở trước mặt Tháp Đăng Long đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Từ trên bầu trời Long Thành bay qua, tiến vào Tháp Đăng Long, không nên tới gần Long Thành. Triệu Huyền trịnh trọng nói với Đường Tuấn và mấy đệ tử Vạn Diệu Cung. Mấy đệ tử Vạn Diệu Cung đồng thanh đáp lại. Nghi hoặc trong lòng Đường Tuấn càng sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên bầu trời Long Thành, gần vạn người tu hành đang cướp đường, mỗi người đều muốn tiến vào Tháp Đăng Long trước những người khác, để chiếm được tiên cơ. Mọi người đều nghĩ như vậy, cuộc đấu tranh lại bắt đầu. Tuy rằng không xảy ra vụ đánh nhau chết chóc, nhưng cũng có người bị thương nặng, họ chỉ có thể rời đi sớm. Cút đi! Một người tu hành yêu tộc lao tới chỗ mấy người Đường Tuấn, trong tay anh ta vung một đôi búa lớn. Muốn chết. Triệu Huyền khế quát một tiếng, thân hình chớp động, một tay chống cự búa lớn, một cước đá vào trên người tên tu hành yêu tộc. Sức mạnh khổng lồ bộc phát, khiến cho thân hình người tu hành yêu tộc kia như thiên thạch rơi xuống bên trong Long Thành. Bùm một tiếng, âm thanh phát ra giống như một hòn đá ném xuống sông. Âm thanh này rất yếu ớt, lúc này gần nghìn người đang cướp đường, tiếng động linh hoàng, nên không ai chú ý tới chút âm thanh này. Nhưng Đường Tuấn dựa vào tinh thần lực cấp 8 lại nghe được. Anh nhìn về nơi người tu hành yêu tộc kia rơi xuống, nhưng lại phát hiện người tu hành yêu tộc đã biến mất không thấy đâu. Trận pháp. Chương 2892. Long Thành được bao trùm bởi một tòa trận pháp, có lẽ chúng ta đang nhìn thấy cũng không phải là Long Thành thực sự. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, một ý niệm táo bạo xuất hiện trong đầu. Đàn em Trương. Không đợi Đường Tuấn suy nghĩ nhiều, giọng nói của Triệu Huyền đã truyền đến, anh ta nhắc nhở anh đuổi theo. Khi gần nghìn người đang chém giết để cướp đường, thì có một số người lại tiến vào được Tháp Đăng Long trước. Bọn họ hóa thành một trận lưu quang cũng không ai dám đi ngăn cản. Những người này chính là người tu hành xếp hạng top 10 vạn tiên hội lần này. Hổ Tiêu đứng ở cửa chính Tháp Đăng Long, anh ta nhìn về phía đằng xa, lúc này Đường Tuấn ngẩng đầu, tầm mắt hai người vừa vặn va chạm với nhau. Dám vào Tháp Đăng Long thì tôi sẽ giết anh. Môi Hổ Tiêu giật giật, giọng nói vang lên ở bên tai Đường Tuấn. Nói xong câu đó, Hổ Tiêu đã mang theo mấy cường giả yêu tộc tiến vào Tháp Đăng Long. Lúc này Mộ Thanh cũng đi tới cửa chính Tháp Đăng Long, vừa lúc cô ấy nhìn thấy một cảnh này, ánh mắt nhìn về phía của Đường Tuấn. Cô ấy nhíu mày, không biết vì sao, từ trên người của người này cô ấy lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Anh ta tên là Trương Long Sơn. Là học trò Vạn Diệu Cung của tinh vực Kỳ Lân tôi, lúc trước anh ta đắc tội với Hổ Tiêu, tôi đã vì anh ta mà ngăn cản công kích. Vừa rồi Hổ Tiêu hẳn là đang cảnh cáo anh ta, với tính tình Hổ Tiêu, chỉ cần Trương Long Sơn dám tiến vào Tháp Đăng Long, thì kết cục gần như là phải chết. Đạo Nhất Thần Tử ở một bên giải thích, đồng thời ôn nhu nói, Mộ Thanh, lần này tiến vào Tháp Đăng Long, cô nên cố gắng ở bên cạnh tôi, cho dù là Hổ Tiểu muốn ra tay với cô, thì anh ta cũng phải kiêng kỵ tôi. Mộ Thanh thu hồi ánh mắt, cô ấy không nhìn, Trương Long Sơn, nữa. Đối mặt với lời mời của Đạo Nhất Thần Tử, cô ấy bình tĩnh từ chối, nói tôi nhất định phải tái chiến với anh ta. Nói xong, Mộ Thanh xoay người, một mình tiến vào Tháp Đăng Long. Mấy người Ly Thanh Trần, Thái Hạo cùng Trảm Thiên Long gật đầu với Đạo Nhất Thần Tử, đồng thời họ cũng theo Mộ Thanh tiến vào Tháp Đăng Long. Hôm nay đoàn người của tinh vực Chu Tước, tu vi cùng thực lực của Mộ Thanh được xem như là cao nhất. Có Mộ Thanh sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đạo Nhất Thần Tử cũng không tức giận, anh ta nhìn bóng lưng Mộ Thanh biến mất ở trong Tháp Đăng Long.
Lúc này anh ta mới nhìn về phía Trương Long Sơn, ở đằng xa, anh ta nhíu mày, nhưng một lát sau lông mày lại giãn ra, anh ta cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, một tên như vậy làm sao có thể so sánh với mình. Mà bên kia, đoàn người Vạn Diệu Cung cũng xảy ra chuyện. Chương 2893 đôi mắt anh chảy máu. Sau khi mấy người trong hạng 10 của Vạn Tiên Hội tiến vào trong tháp Đăng Long, chiến tranh ở bên ngoài tháp Đăng Long lập tức giảm bớt rất nhiều, đám người Đường Tuấn cũng khá thuận lợi khí vào được ngoài cửa chính của tháp Đăng Long. Cửu chính vô cùng to lớn, Đường Tuấn đứng ở ngưỡng cửa, chỉ giống như một con kiến mà thôi. Triệu Huyền và mấy đệ tử của Vạn Diệu Cung cũng sửng sốt không kém, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tới tháp Đăng Long trong truyền thuyết. Mặc dù Vạn Tiên Hội cách sẽ tiến hành trong một thời gian nữa, nhưng cũng không phải lần nào cũng sẽ mở tháp Đăng Long. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn tháp Đăng Long vô cùng to lớn, nghiêm nghị nói, nhưng mỗi lần tháp Đăng Long xuất hiện đều là một cơ hội rất lớn, ngoài trừ sức mạnh rồng tối thượng, còn có những bảo vật khác sẽ xuất hiện. Nếu như có thể lấy được chúng, sức mạnh sẽ một bước nhảy vọt, có lẽ có thể nhảy vọt trở thành thiên kiêu đứng đầu. Ví dụ này cũng không phải không có. Đường Tuấn không thể chú tâm vào lời nói của Triệu Huyền, anh cũng đang bị tháp Đăng Long hấp dẫn. Tinh thần lực lực cấp 8 của anh rất bén nhạy cảm ứng được sự đáng sợ của một luồng khí uy nghiêm và giết người đã khóa chặt anh khi anh bước lên ngưỡng cửa của tháp Đăng Long này. Chấm. Trước luồng khí này, anh cũng hơi run sợ. Với ánh sáng thần thánh trong mắt, anh nhìn về phía vách tường tháp Đăng Long. Rào rào. Đôi mắt anh chảy máu. Trong vách tường của tháp Đăng Long dường như ấn dấu một cấm thuật mạnh mẽ nào đó, cấm anh nhìn ngó. Triệu Huyền thấy vậy, vội vàng nói, anh đừng dò xét, tháp Đăng Long là nơi ở của Long Thần năm ấy, nhất định vô cùng phi phàm. Anh lại tiếp tục dò xét thì không phải chỉ đơn giản là chảy máu đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn Long Thành phía dưới, trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán. Chương 2894, y thuật rất thú vị. Đoàn người tiến vào tầng thứ nhất của tháp Đăng Long. Lúc này phần lớn người đều tụ tập ở tầng thứ nhất tháp Đăng Long. Cuộc đấu tranh trong này còn thảm khốc hơn ở bên ngoài, thỉnh thoảng có người bị thương, nhưng bởi vì sức chiến đấu của những người ở lại đấy đã kém đi nhiều, cũng đều là nhóm 5 nhóm 3, tạm thời không xuất hiện người chết. Ở chỗ trống trong tầng thứ nhất, từng luồng khí tức lơ lửng trong không trung. Những luồng khí tức này biến thành hình dạng những con rồng, mỗi con rồng đều dài 1 mét, trên người hiện đầy vảy mịn, trông giống như thật cũng như ảo, khiến người ta không phân biệt được một cục là sinh vật thật hay chỉ là một luồng khí tức. Ha ha ha, Long khí chí tôn là của tôi. Ngay tại lúc này, có người hô to lên. Mấy người Đường Tuấn nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng cao 6-7 mét cố gắng đánh bại mọi người, trong tay nắm một long khí. Giọng nói của anh ta như sấm rền, khiến tất mọi người ở đây phải chú ý đến anh ta. Người đàn ông cường tráng cười đắc ý, há mồm nuốt long khí kia vào. Nhưng trên mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ thống khổ, biểu tình trở nên dữ tợn. Lớp vảy rồng xuất hiện dày đặc trên da anh ta, cuối cùng cũng xuất hiện trên đầu, nhìn giống như một quái vật hình người mọc đầy vảy. A a a, cứu tôi với. Người đàn ông cường tráng gầm khẽ, thanh âm tràn ngập sự thống khổ. Triệu Huyền nói, đây bởi vì tu vi của anh ta không đủ, bị long khí chí tôn đồng hóa. Ngay lúc này, một cô gái bước đến bên cạnh người đàn ông cường tráng, trong tay cầm một trận bàn. Cô ta kích hoạt trận bàn. Một tia sáng biến mất vào trong cơ thể của người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng mới dừng lại việc long hóa, vảy trên người dần dần biến mất. Khi anh ta trở lại bình thường, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đàn ông cường tráng cung kính hành lễ với cô gái, cảm ơn cô ta. Y thuật rất thú vị. Đường Tuấn cười nhạt. Cô gái kia hiển nhiên là một bác sĩ. Tận dụng trận pháp để hành nghề chữa bệnh cứu người vẫn rất hiếm gặp. Giữa tinh hà rộng lớn quá rồi, các loại y thuật đã sớm kết hợp với phương pháp tu hành, phát triển thành những hướng đi khác nhau. Đường Tuấn đưa tay nắm lấy một luồng long khí, lúc anh đang chuẩn bị luyện hóa thì cô gái chữa trị cho người đàn ông cường tráng kia đi tới, cảnh cáo nói thực lực không đủ, đừng thử nghiệm luyện hóa long khí. Đường Tuấn mỉm cười, luyện long khí vào trong cơ thể. Long khí vào cơ thể, Đường Tuấn cảm giác pháp lực và cơ thể có khuynh hướng long hóa, nhưng vừa thoáng qua suy nghĩ này, khuynh hướng này lập tức bị trấn áp. Sau khi trấn áp, pháp lực và cơ thể mạnh mẽ hơn, mức độ này rất nhỏ,
dường như chỉ có 1/1000. Nếu như không phải là tinh thần lực mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được. Quả nhiên, long khí tầng thứ nhất không giúp mình được gì. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Chương 2895, y thuật của cô rất tốt. Theo như lời của Triệu Huyền, long khí từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba có thể trợ giúp cho người đạt động hư cảnh sơ kỳ, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thích hợp với người đạt động hư cảnh trung kỳ, tầng thứ bảy đến tầng thứ chín mới có thể có tác động rõ ràng với người tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ, mà thứ tầng 10, không có thực lực đạt đỉnh phòng của động hư cảnh, tốt nhất không nên tiến vào. Cô gái nhìn thấy trong nháy mắt Đường Tuấn lập tức đã luyện hóa được long khí, trên mặt cô ta hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bên cạnh có người cười nhắc nhở, cô Phong, anh ta là đệ tử Trương Long Sơn của Vạn Diệu Cung, trước còn đánh bại hổ ấp của tinh vực Bạch Hổ. Cô gái nghe vậy, biểu cảm hơi cứng lại. Cô ta bắt đầu còn tưởng rằng thực lực của Đường Tuấn không đủ để luyện hóa long khí, cho nên mới lên tiếng cảnh cáo, không ngờ rằng thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Anh ta có thể đánh bại hổ ấp, vậy còn giỏi hơn rất nhiều so với sư huynh của cô ta. Đi thôi, long khí chí tôn ở tầng này không giúp gì cho chúng ta, để lại cho bọn họ đi. Triệu Huyền nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn đối với cô gái gật đầu nói, y thuật của cô rất tốt. Nói xong, anh đi theo Triệu Huyền lên tầng thứ hai, cô gái khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, tôi nhớ người của Vạn Diệu Cung cũng không giỏi y thuật mà. Cửa đối diện cầu thang cũng không có ai cản trở. Họ càng đi lên, sẽ đụng phải những người tu luyện càng mạnh. Nếu không có thực lực đó, còn phải mạnh hơn nữa thì chả khác gì chết cả. Họ tiến vào thứ hai tầng, tình hình cũng khác với tầng đầu tiên, chỉ là long khí ở tầng này mạnh mẽ hơn nhiều so với tầng một, nhưng vẫn không giúp gì cho mấy người Đường Tuấn. Triệu Huyền để những đệ tử của Vạn Diệu Cung khác ở lại tầng thứ hai. Mặc dù tu vị của mấy tên đệ tử này cũng đạt tới động hư cảnh trung kỳ, theo lý thuyết họ có thể leo lên trung ba tầng, nhưng sức cạnh tranh lần này của đại hội trong tháp Đăng Long quá lớn, trong tầng ba rất có thể xuất hiện người tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ. Mấy đệ tử Vạn Diệu Cung cũng biết được tình hình lần này, đón nhận sự xếp sắp này. Đi thôi. Triệu Huyền đưa Đường Tuấn tiếp tục đi lên, sắc mặt nghiêm trọng nói, đi lên nữa đi, hổ tử chắc chắn sẽ cho người ngăn cản chúng ta. Hai người đi lên, nhanh chóng đã lên đến thứ sáu tầng. Nơi này tụ tập rất nhiều người, bởi vì nơi này có cầu thang của tầng thứ bảy, hai người chặn lại. Trong hai người, một người trong đó chính là hổ ấp, mà một người khác, mặc một bộ quần áo trắng, vóc người mảnh khảnh, bên eo đeo một thanh kiếm, rất phong độ rất có khí thế. Hai người chặn ở phía cầu thang, ngay cả những người tu hành động hư cảnh hậu kỳ cũng không dám tiến về thêm về phía trước một bước. Chương 2896, xong đời. Thực lực của hổ ấp được coi là khá ổn, nhưng Bạch Phù người này mới là một sát thần. Từ lúc đại hộ vạn tiên bắt đầu đến hiện tại, người vốn bị anh ta để mắt đến, cuối cùng đều chết hết. Mặc Triệu Huyền lộ vẻ không cam lòng, siết chặt nắm tay, nếu như là người khác, anh ta và Đường Tuấn cũng liên thủ sẽ có cơ hội sống sót, nhưng lại là Bạch Phù. Nhưng chết trong tay sát thần Bạch Phù là vinh hạnh của các anh đó. Hổ ấp cười lạnh, cung kính nói với người đeo kiếm bên người kia, sát thần, chính là hai bọn họ. Thần tử nói chỉ cần anh giết hai bọn họ, đợi khi trở lại tinh vực Bạch Hổ, sẽ lập tức đưa thứ anh muốn đến. Thanh niên Bạch Phù khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn hổ ấp nói, nếu nuốt lời, các anh biết hậu quả gì rồi đấy. Hổ ấp rùng mình, vội vàng nói, tôi không dám. Cho dù là hổ tử, cũng không muốn tùy tiện đắc tội Bạch Phù. Không chỉ bởi vì kiếm thuật ám sát của Bạch Phù khiến anh ta phải kiêng kỵ, cũng bởi vì gia thế Bạch Phù rất mạnh. Bạch Phù họ ra vẻ hài lòng, tay cầm thanh kiếm bên eo, nhẹ giọng nói, dùng tính mạng của hai con kiến hôi này đổi lấy một thanh thần kiếm, khoản làm ăn này tôi không thua thiệt. Anh ta ép từng bước một về phía hái người Đường Tuấn, từ đầu đến cuối tay anh ta nắm chuôi kiếm bên eo, tất cả mọi người đều tự giác lui ra hai bên, không ai dám ngăn cản trước mắt anh ta. Anh ta còn chưa ra tay, một luồng sát khí lạnh lùng lập tức bao trùm không gian tầng 6, khiến người khác không thở nổi. Cái tên sát thần Bạch Phù cũng không phải gọi cho có. Vẻ mặt Triệu Huyền nghiêm trọng đến cùng cực, thấp giọng nói, tôi cầm chân anh ta một lúc, anh mau trốn đi. Sát thần Bạch Phù không phải là người mà chúng ta có thể ngăn cản được đâu. Bạch Phù lắc đầu, cười nhạt, kiêu ngạo nói, người tôi muốn giết không ai có thể chạy trốn được.
Bạch Phù vừa dứt câu, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, kiếm quang như trăng khuyết, quét sạch hai người Đường Tuấn, tia sáng chói mắt chiếu khắp không gian tầng thứ 6. Mà khi kiếm quang xuất hiện thì thân thể sát thần biến mất trong tầm mắt của mọi người, giống như u linh. Sắc mặt Triệu Huyền phờ phạc, trước luồng kiếm quang, toàn thân anh ta đông cứng, giống như ngày cả huyết dịch đều bị đóng băng rồi vậy, không thể nào cử động được. Xong đời. Lúc này, trong đầu Triệu Huyền có một ý nghĩ như vậy. Chỉ bằng một kiếm Bạch Phù đã khiến Triệu Huyền có cảm giác không địch lại nổi anh ta rồi. Hổ ấp siết chặt nắm đấm, trên mặt nở nụ cười nói, không hổ là sát thần, lần này xem hai người các anh làm sao trốn thoát được. Kiếm quang như trăng lưỡi liềm sắc chém vào người của Triệu Huyền, ngay lúc này, luồng kiếm quang kia đột nhiên vỡ vụn, tan thanh thiên địa kiếm, giống như chưa từng xuất hiện. Chương 2897, anh đáng chết. Không gian ở tầng 6 khôi phục lại sự tĩnh lặng, ánh mắt mọi người cũng đã bình thường trở lại, lúc này cuối cùng họ mới thấy rõ những chuyện xảy ra vừa rồi. Trước mặt Triệu Huyền, Trương Long Sơn, hiên ngang đứng, hai đầu ngón tay kẹp lấy thân kiếm không ngừng run rẩy, không thể nào thoát khỏi được. Bạch Phù còn chưa hiện thân. Triệu Huyền và mọi người đồng thời ngơ ngác, lại có thể tiếp một kiếm của sát thần Bạch Phù. Có chút bản lĩnh đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi, kỹ thấy kiếm của tối quỷ thần khó tìm được, trừ phi anh có thực lực trong hạng 10 của Đại hội Vạn Tiên, nếu không chắc chắn phải chết. Giọng nói của Bạch Phù vang lên, âm thanh giống như phát ra ở bất kỳ nơi nào ở không gian trong tầng thứ 6, vốn dĩ không thể dựa vào âm thanh để nắm bắt được khí tức của anh ta. Một cánh tay vươn ra từ khoảng không và nắm lấy thanh kiếm Đường Tuấn đang nắm. Chết đi! Sau khi giọng quát của Bạch Phù vang lên, thanh kiếm trong tay anh ta bùng lên một tia sáng chói lọi mạnh hơn. Ánh kiếm ngưng tụ thành hình một con rồng, dường như vang vọng cả tháp Đăng Long hô ứng. Cả tòa tháp Đăng Long cũng khẽ chấn động. Đây là Bạch Long thần kiếm của sát thần. Hổ ấp cặp mắt sáng lên. Anh rất vinh hạnh, có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Giọng nói lạnh như băng của Bạch Phù vang lên, lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đường Tuấn nhìn thấy thanh kiếm biến thành Bạch Long, lần đầu tiên đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh của anh hiện lên sự tức giận. Mặc dù trông giống như một con rồng, nhưng thần lực cấp 8 có thể xuyên thủng ảo ảnh. Đường Tuấn nhìn thoáng quá đã nhận ra đó không phải một con rồng, mà là một con mãng xà màu trắng. Mãng xà hóa rồng, nhưng nó vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nếu không anh ta cũng không nhìn ra. Điều thực sự khiến Đường Tuấn giận dữ mặc dù con mãng xà trắng này nhỏ hơn vô số con mãng xà khác, nhưng tư thế khí chất của nó lại giống hệt con mãng xà trắng anh đã nhìn thấy Vạn Diệu Thiên Nghi. Bạch Phù có liên quan đến con mãng xà của tên phản bội trái đất đó. Anh đáng chết. Đường Tuấn nhìn về phía không gian. Chương 2898 người này phát hiện ra mình, tinh thần lực thật sự lợi hại. Mặc dù Bạch Phù không hiện thân, nhưng Đường Tuấn đã phát hiện anh ta núp nấp trong không trung, anh ta đang nhìn mình cười lạnh. Bạch Phù hiển nhiên còn không biết đến Tuấn gì, chắc hẳn anh ta đã sử dụng được kỹ năng thiên phú hoặc bí thuật mới có thể ẩn nấp trong không trung. Nếu như Đường Tuấn tinh thần lực không đạt cấp 8, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Không ổn. Lúc Đường Tuấn nhìn phía không trung, trong lòng Bạch Phù trong lòng cả kinh, người này phát hiện ra mình, tinh thần lực thật sự lợi hại. Bạch Phù cũng quả quyết, lập tức bỏ đi, anh ta vừa suy nghĩ, con rồng giả do kiếm quang biến hóa lao về phía Đường Tuấn, kiếm khí mạnh mẽ gấp mấy lần luồng kiếm như trăng khuyết trước đó. Đường Tuấn khẽ quát, ngón tay vẫn cầm kiếm, ngón tay kia đan vào nhau tạo thành ngón kiếm, làm kiếm chỉ, đâm một kiếm vào cổ kiếm tông. Vù vù vù. Giống như một thanh kiếm sắt bị chém vào một vùi khí cùn, một âm thanh nghiến răng vang lên. Sau một lúc, ánh kiếm của con rồng giả và ánh kiếm phát ra từ ngón kiếm của Đường Tuấn bị hủy bỏ. Nhưng sự tiêu hao sức mạnh của Bạch Phù lớn hơn rất nhiều so với Đường Tuấn, anh ta đã không còn duy trì được cơ thể của mình, thấp thoáng hiện ra trong không gian. Trốn đi. Bạch Phù bất an nhìn Đường Tuấn, nhanh chóng quay lại. Thiên phú mà anh ta tự hào không có chút chiếm ưu thế nào trước Đường Tuấn, không thể đánh lại anh, nếu còn đợi tiếp, anh ta có thể sẽ chết. Cơ thể của Bạch Phù giống như tia chớp, lao thẳng vào cầu thang dẫn lên tầng thứ 7. Mọi người tại đó đều khiếp sợ, ngây ngốc tại chỗ, hai người Triệu Huyền và Hổ Ấp cũng như vậy. Sau khi khiếp sợ, Triệu Huyền mừng rỡ, nhưng sắc mặt Hổ Ấp lại biến đổi, muốn xông vào tầng thứ 7.
Ngay cả Bạch Phù cũng không phải đối thủ của Đường Tuấn, anh ta còn ở lại sẽ chắc chắn chết. Nhưng anh ta vẫn phản ứng chậm một chút, lúc anh ta vừa mới di chuyển, Đường Tuấn nắm lấy Triệu Huyền lao đến lối vào tầng thứ 7, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Hổ Ấp, chết đi. Toàn thân Hổ Ấp run lên, sau đó cơ thể anh ta bắt đầu trượt xuống. Cơ thể anh ta bị cắt thành một đống thịt vụn khối rơi trên mặt đất, kể cả tinh thần cũng bị cắt như vậy. Nhưng điều rất kỳ quái là thi thể của Hổ Ấp mới trượt xuống mặt đất, đã lập tức biến mất không thấy. Mùi máu tanh nồng lan tràn khắp không gian, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều hoàn toàn thất thần. Chương 2899. Tầng thứ 7 tháp Đăng Long, Đường Tuấn vừa nắm Triệu Huyền, đồng thời vừa lao với tốc độ cao đuổi theo Bạch Phù. Phía trước, cách anh không xa, Bạch Phù điên cuồng chạy thoát thân. Lúc này trên tầng thứ 7 của tháp Đăng Long vẫn có không ít người, trong đó không thiếu những người tu hành ở tinh vực Bạch Hổ, họ thấy Bạch Phù bị đuổi giết, đầu tiên họ đều cảm thấy kinh sợ, họ đột nhiên giận dữ quát lên, Trương Long Sơn, Triệu Huyền, hai người đúng là đồ vô sỉ, lại dám nhân cơ hội thần tử Bạch Phù gặp nguy hiểm, đuổi giết anh ấy. Lúc này những người có thể leo lên đến tầng thứ 7, hầu như đều là người thuộc hạng 2 trong vạn tiên hội, những người này mạnh hơn rất nhiều so với Triệu Huyền cùng Trương Long Sơn. Những người này rất tự nhiên cho rằng hai người này nhất định đang lúc dầu sôi lửa bỏng, muốn đuổi giết Bạch Phù không biết tại sao lại bị thương. Triệu Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ, anh ta rất muốn kêu oan, kêu rằng mình vô tội. Người kêu lên những người này là cường giả trẻ tuổi xếp hạng trên 100 ở tinh vực Bạch Hổ. Sau khi kêu lên, anh ta lập tức ra tay, thanh trường đao trong tay chém về phía Đường Tuấn. Anh ta quát ngắn nói, Trương Long Sơn, Triệu Huyền, để thần tử Bạch Phù dưỡng thương. Hãy xem tôi chém các anh đây. Ngu xuẩn. Bạch Phù thấy vậy, trong lòng thầm mắng. Cho dù bản thân mình thật sự bị thương, cũng không người mà Triệu Huyền và Trương Long Sơn có thể đuổi giết. Nhưng anh ta lại không có ngăn cản, anh ta bị thực lực của Trương Long Sơn, ở phía sau lưng hù dọa, biết rõ mình vốn dĩ không phải đối thủ của anh. Nếu mấy tên ngu ngốc này có thể chặn đường Đường Tuấn được một lúc, vậy anh ta sẽ tranh thủ chút thời gian, cũng xem là việc tốt. Thực lực của tên này chắn chắn nằm trong hạng 20, Hổ Tử không phải đã đánh nhau với anh ta rồi sao, lại không nói cho tôi biết thông tin này. Bạch Phù vừa điên cuồng chạy trốn, trong lòng vừa mắng Hổ Tử hàng nghìn lần. Sau lưng anh ta, tên cường giả trẻ tuổi tinh vực Bạch Hổ đi theo, muốn chém chết Trương Long Sơn, và Triệu Huyền tại chỗ, cứu thần tử Bạch Phù, và lấy được sự coi trọng. Lúc này trong lòng Đường Tuấn tràn ngập sát khí, lúc kiếm quang chuẩn bị chém xuống mình, anh chợt quát lên, giết. Một luồng pháp lực rời khỏi cơ thể phá vỡ nhát kiếm, lập tức xuyên qua người tên cường giả của tinh vực Bạch Hổ, chém thành một lỗ máu trên bụng anh ta. Ai dám chờ tôi sẽ giết kẻ ấy. Đường Tuấn quát to, tốc độ không hề dừng lại, tiếp tục đuổi giết Bạch Phù. Tên cường giả của tinh vực Bạch Hổ cũng chưa chết, nhưng cơ thể anh ta đã bị thương nặng, không thể ra tay được. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn Đường Tuấn. Anh ta mạnh như vậy ư? Chương 2900. Những tên cường giả trên tầng thứ 7 khác cũng sửng sốt, trong đầu hốc này ra một suy nghĩ. Vốn dĩ không ai trong số bọn họ coi Trương Long Sơn ra cái gì, nhưng bây giờ Trương Long Sơn ra tay khiến mọi người đều kinh hãi. Rất nhiều người cũng lặng lẽ nuốt nước miếng, cắt đứt ý định muốn ra tay. Bạch Phù thấy sự ra tay, Trương Long Sơn, vẫn ác liệt như thường, pháp lực cũng không hề có dấu hiệu cạn kiệt, trong lòng anh ta run lên. Người này thật con mẹ nó hung tợn. Anh ta sớm biết, Trương Long Sơn, mạnh như vậy, đầu anh ta uống nước mới muốn đi giết đối phương. Khoản làm ăn này lỗ lớn, không, là thiệt mạng. Hổ Tử, đợi ông đây thoát khỏi sự truy đuổi này, nếu anh không bồi thường cho tôi chút gì đó, ông đây không xong với anh đâu. Trong lòng Bạch Phù mắng Hổ Tử. Đùng đùng. Bạch Phù, Đường Tuấn nắm lấy Triệu Huyền. Cả hai người xông vào tầng thứ 8 của tháp Đăng Long qua một khe hở nhỏ. Nhiều cường giả trẻ tuổi trên tầng 7 chố mắt nhìn nhau, có người đồng cảm nhìn tên vừa ra tay, thấp giọng nói, Vạn Diệu Cung đây là muốn nghịch thiên, trước kia tôi luôn nghe người ta nói Triệu Huyền mạnh gấp 10 lần Trương Long Sơn, thật sự nói linh tinh. Các anh xem Trương Long Sơn vừa mới ra tay nhất định có thực lực trong hạng 20. Bọn họ đều nói mấy người trong tinh vực Chu Tước đều là hắc mã. Tôi thấy Trương Long Sơn người này cũng là một con ngựa đen, nói không chừng có thể là con hắc mã lớn nhất. Có người khẽ nhướng chân mày nói, nhưng Trương Long Sơn người này có kiêu ngạo như vậy,
những người trong hạng 10 kia cũng sẽ không cho phép có người cướp mất hào quang của họ đâu, chuyện này không dễ dàng như vậy. Một đám người cũng gật đầu ra vẻ hiểu rõ. Đến tầng thứ 8 của tháp Đăng Long, Bạch Phù, Đường Tuấn và Triệu Huyền lần lượt xuất hiện trong không gian. Ở tầng này, số người tu hành giảm đi rất nhiều, ai cũng là một trong 50 thiên tài của Vạn Tiên Hội. Tháp Đăng Long vừa mở không lâu, đại đa số mọi người đều không quen thuộc với tháp Đăng Long, càng lên cao tốc độ càng chậm, vì vậy đến tầng này chỉ còn 20-30 người. Đến vị trí tầng cao nhất, từng long khí trôi trong không trung, vốn dĩ hầu hết mọi người đều tập trung vào những luồng long khí, nhưng khi ba người Đường Tuấn xông vào không gian này, bọn họ lập tức hoảng hốt. Dừng tay! Một giọng nói hơi tức giận vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm, khiến người khác không thể nào từ chối được. Đường Tuấn lại không để ý chút nào, không ngừng thu hẹp khoảng cách với Bạch Phù. Anh biết rõ, nếu như đi lên nữa đi, đến lúc đó gặp phải hổ tử bọn họ, muốn giết Bạch Phù sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hừ, ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Đường Tuấn trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2900.